Xin chào các em. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 4 tháng 7. Và vào cuối tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố kết quả thi. Mỗi thí sinh sẽ được nhận một giấy chứng nhận kết quả, trong đó có mã đăng ký xét tuyển. Với những bạn sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng, các em cần phải đảm bảo các điều kiện. Thứ nhất, các em sẽ phải đỗ tốt nghiệp, tức là điểm xét tốt nghiệp của các em sẽ phải đạt từ 5,0 điểm trở lên và điểm thi của 4 môn dùng để xét tốt nghiệp không có môn nào từ 1 điểm trở xuống. Điều kiện thứ hai đó là các môn trong tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng của các em sẽ không có môn nào từ 1 điểm trở xuống, tức là khung điểm liệt. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng giấy chứng nhận kết quả như thế nào để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng? Các em hãy theo dõi clip sau nhé! Sau khi thi, các em sẽ được nhận một giấy chứng nhận kết quả và trong đó có mã xét tuyển. Năm nay chúng ta sẽ có hai đợt xét tuyển đại học và cao đẳng là xét tuyển đợt 1 và xét tuyển đợt bổ sung. Chúng ta khi đăng ký xét tuyển thì chúng ta sẽ không sử dụng giấy chứng nhận kết quả mà chỉ sử dụng mã đăng ký xét tuyển. Xét tuyển đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2016. Đây là khoảng thời gian chúng ta đăng ký hồ sơ vào các trường đại học và cao đẳng. Trong đợt 1 này, các em sẽ được đăng ký tối đa vào hai trường khác nhau, hai trường đại học và cao đẳng khác nhau. Và trong mỗi trường thì chúng ta được đăng ký tối đa là hai ngành. Hai ngành này các em có thể đăng ký xét tuyển bằng cùng một khối thi hoặc bằng các khối thi khác nhau. Và lưu ý hai ngành này sẽ phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của các em từ cao xuống thấp. Nếu như các em đỗ ngành 1 sẽ không được xét tới ngành 2 và ở các trường đều xét theo quy trình như vậy. Chỉ lấy ví dụ, một bạn thí sinh đăng ký vào hai trường, đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hai khoa ưu tiên với hai ngành. Ngành ưu tiên thứ nhất đó là ngành sư phạm toán và ngành thứ hai là ngành sư phạm lý. Trường thứ hai mà bạn đăng ký đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội với hai ngành, thứ nhất là ngành công nghệ thông tin là ưu tiên thứ nhất và ngành thứ hai, ưu tiên thứ hai đó là ngành kỹ thuật hóa học chẳng hạn. Thì ở mỗi trường, ví dụ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bạn đã đỗ vào ngành sư phạm toán thì sẽ không được xét xuống ngành sư phạm lý nữa. Và tương tự như vậy ở trường Đại học Bách khoa, ví dụ ở Đại học Bách khoa bạn không đỗ vào ngành công nghệ thông tin thì bạn sẽ được nhà trường tự động chuyển xuống xét vào ngành kỹ thuật hóa học. Như vậy sẽ xảy ra các trường hợp có thể là các bạn sẽ trúng tuyển vào một trong hai trường, hoặc cũng có thể là các bạn sẽ trúng tuyển vào cả hai trường đại học này cùng một lúc, hoặc sẽ có trường hợp thứ ba là các bạn không trúng tuyển vào cả hai trường này. Khi các em đỗ vào một trường nào đó, nếu như các em muốn theo học ở trường đó thì các em hãy nộp giấy chứng nhận kết quả thi. Các em lưu ý nhé, năm nay khi đăng ký xét tuyển thì chúng ta chỉ sử dụng mã xét tuyển và chỉ sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi khi chúng ta đã trúng tuyển. Trường hợp thứ hai, nếu như chúng ta trượt trong xét tuyển đợt 1 hoặc là chúng ta trúng tuyển ở đợt 1 nhưng chúng ta không muốn học ở trường đó thì các em đừng nộp giấy chứng nhận kết quả nữa mà chúng ta tiếp tục tham gia xét tuyển đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển đợt bổ sung là 10 ngày cho một đợt. Mỗi trường tuyển sinh bao nhiêu đợt thì tùy thuộc vào cái việc tuyển sinh của họ cho đến khi họ đủ chỉ tiêu. Trong khi xét tuyển đợt bổ sung thì các em sẽ được đăng ký tối đa vào 3 trường đại học và cao đẳng khác nhau trong cùng một đợt. Và trong mỗi trường thì các em cũng sẽ được đăng ký tối đa là 2 ngành. Thời gian kết thúc xét tuyển đại học và cao đẳng đợt bổ sung với hệ đại học là ngày 20 tháng 10 và với hệ cao đẳng là ngày 15 tháng 11. Quá trình xét tuyển đợt bổ sung thì cũng sẽ tương tự như ở đợt thứ nhất.
Có 4 điểm mà các em cần lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng năm 2016. Thứ nhất, điểm xét tuyển đại học và cao đẳng là bằng tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp môn dùng để xét tuyển vào ngành và sẽ không được làm tròn. Lưu ý thứ hai, các thí sinh đã tham gia thi tại các cụm thi dùng để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng thì chúng ta được phép sử dụng kết quả của 3 môn Toán, Văn, Anh để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Lưu ý thứ ba, năm nay các em sẽ không nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường nữa mà chúng ta có hai cách để nộp hồ sơ là chúng ta nộp qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến. Lưu ý cuối cùng là khi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi, chúng ta sẽ không được rút hồ sơ nữa. Với các trường, công an và quân đội có những quy định riêng, mời các em theo dõi clip riêng dành cho các trường đại học thuộc khối ngành công an và quân đội. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm các thông tin về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2016, các em có thể truy cập vào trang tin.tuyểnsinh247.com hoặc gọi trực tiếp đến số 1900 6247 để được tư vấn trực tiếp. Cuối cùng, chúc tất cả các em có một kỳ thi đạt kết quả thật là cao.